Thông Pháp chấp thuận cho thủ tướng từ chức. Lan truyền thông tin xã thủ Mỹ thú nhận chống lệnh bắn hạ vi phạm ám sát ông Trump. Nga phá hủy cánh tay đắc lực AS-90 Anh cung cấp cho Ukraine. Phương Tây sắp cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin an ninh quốc tế của báo Thanh Hóa. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Gabriel Attal nhưng yêu cầu ông Attal tiếp tục nắm quyền cho đến khi chính phủ lâm thời được bổ nhiệm. Hiện tại, Pháp đang đối mặt với một tình thế chính trị khó khăn sau cuộc bầu cử hôm 7 tháng 7 khi không có đảng chính trị nào giành được đa số trong quốc hội, dẫn đến một quốc hội treo Tình trạng này khiến cho việc thành lập chính phủ mới trở nên bế tắc. Chi tiết về tình hình này sẽ được cập nhật ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tuần trước, ông Attan đã đệ đơn xin từ chức sau khi liên minh trung dung của Tổng thống Macron bị đánh bại ở vòng 2 của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp. Tuy nhiên, ông Macron đã từ chối và yêu cầu ông Attan ở lại thêm một thời gian ngắn để duy trì sự ổn định. Theo CNN, 8 ngày sau, Tổng thống Macron rốt cuộc đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Gabriel Attan và toàn bộ nội các tại một cuộc họp ở điện Élysée tại Paris hôm 16 tháng 7. Những yêu cầu chính khách này tại vị cho đến khi một chính phủ mới được thành lập. Như vậy, chính phủ của Thủ tướng Attan vẫn sẽ tiếp tục vai trò tạm quyền cho đến khi nội các mới được bổ nhiệm. Chính phủ tạm quyền sẽ đảm bảo thế vận hội khai mạc vào ngày 26 tháng 7 diễn ra suôn sẻ. Trước đây, từng có chính phủ lâm thời ở Pháp, nhưng không chính phủ nào tồn tại quá vài ngày, không có giới hạn nào về thời gian chính phủ lâm thời có thể tồn tại và Quốc hội không thể buộc chính phủ đó từ chức. Quốc hội Pháp dự kiến họp vào ngày 18 tháng 7. Giới quan sát cho biết hiện vẫn chưa có ứng cử viên rõ ràng cho vai trò kế nhiệm Thủ tướng Atan. Các nghị sĩ Pháp dự kiến sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội trong hai cuộc bỏ phiếu đòi hỏi có sự ủng hộ của đa số trong tổng số 577 nhà lập pháp. Nếu hai cuộc bỏ phiếu đầu tiên không bầu được ai, Quốc hội sẽ phải tổ chức cuộc bỏ phiếu thứ ba để chọn ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ cao nhất làm lãnh đạo cơ quan này chính phủ Pháp trên bờ vực tê liệt kể từ cuộc bầu cử quốc hội đầu tháng sau khi Tổng thống Macron bất ngờ kêu gọi bầu cử trước hạn. Chính trường Pháp đang chứng kiến sự chia rẽ giữa ba nhóm chính trị lớn, gồm Liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới, các đồng minh trùng dung của Tổng thống Macron và Đảng tập hợp quốc gia cơ hữu của bà Marine Le Pen. Kết quả bầu cử cho thấy, mặt trận bình dân mới giành được nhiều ghế trong quốc hội nhất, song chưa đủ để giành thế đa số. Kết quả này báo trước căng thẳng giữa các đảng phái về việc lựa chọn người có thể điều hành chính phủ. Tiếp ngày sau đây, mời quý vị đến với những tin tức về diễn biến mới nhất về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Hãng thông tấn AP ngày 16 tháng 7 đưa tin trên mạng xã hội và một số kênh truyền thông đang lan truyền thông tin một xã thủ bán tỉa làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trong sự kiện vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hạt Butler, bang Pennsylvania ngày 13 tháng 7 vừa tiết lộ thông tin rúng động rằng Người đứng đầu sở mật vụ Mỹ đã ra lệnh cho anh ta không được bắn nghi phạm trong vụ ám sát ông Trump. Bên cạnh đó, trên Internet còn xuất hiện một bức ảnh cho thấy lỗ đạn trên áo vest của ông Trump như một bằng chứng cho việc ông đã bị bắn vào ngực trong vụ ám sát. Bức thư thú nhận của người tự xưng là Jonathan Willis, xạ thủ bắn tỉa của mật vụ Mỹ, đăng trên 4 trang web diễn đàn hình ảnh. Imageboard, tiếng Anh, nơi người dùng có thể đăng bài ẩn danh. Theo AP, lời thú nhận của Jonathan Willis hoàn toàn sai sự thật Sở Mật vụ Mỹ và Sở Cảnh sát Butler thuộc bang Pennsylvania cho biết họ không có đặc vụ, sĩ quan hay nhân viên nào mang tên Jonathan Willis, người tự xưng là xã thủ bắn tỉa của Mật vụ Mỹ, cũng không có hồ sơ Internet nào về một sĩ quan như vậy được tìm thấy. Trả lời AP, phát ngôn viên của Sở Mật vụ Mỹ cho biết các xã thủ bắn tỉa Mỹ được huấn luyện để hành động bất cứ khi nào phát hiện ra mối đe dọa, chứ không chờ đợi chỉ thị trước khi bắn để vô hiệu hóa nghi phạm các nhân chứng tại hiện trường đã báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật khi trông thấy nghi phạm thomas matthew crooks đang trèo lên nóc một tòa nhà gần đó sau khi tiến hành tìm kiếm một cảnh sát địa phương đã phát hiện ra crooks nhưng phải rút lui do đối tượng chĩa súng đe dọa sau khi viên cảnh sát vừa lui xuống crooks nhanh chóng bắn về phía ông trump các quan chức cho biết đây cũng là lúc xạ thủ của sở mật vụ mỹ nổ súng tiêu diệt nghi phạm về phần bức ảnh chụp lỗ đạn trên áo vest của ông trump ap cho biết nhiều người dùng mạng xã hội đang chia sẻ bức ảnh này để chứng minh ông trump bị bắn vào ngực và sống sót nhờ áo chống đạn tuy nhiên theo ap bức ảnh thực tế cho thấy nếp gấp trên áo vest của một nhân viên mật vụ đang bảo vệ ông trump chứ không phải lỗ đạn trong đoạn video ghi lại về hậu quả của vụ nổ súng có thể thấy thứ trông như một cái lỗ trên áo nhỏ dần khi các mật vụ di chuyển cnn dẫn tuyên bố của giám đốc cơ quan mật vụ mỹ bà kimberly chito sau vụ ông donald trump bị ám sát rằng Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè của Corey Comperator, người đã thiệt mạng trong vụ ám sát nhằm vào cựu Tổng thống Trump tại Butler, Pennsylvania và những người bị thương trong vụ việc. Bà Chiro nói về hành động của nhóm mật vụ được bố trí bảo vệ ông Trump trong sự kiện vận động tranh cử rằng các nhân viên mật vụ có mặt tại hiện trường đã hành động nhanh chóng. Nhóm bắn tỉa phản công và vô hiệu hóa kẻ nổ súng. Lực lượng của chúng tôi đã triển khai các biện pháp để bảo đảm an toàn cho ông Trump. Trong tuyên bố chính thức, Bà Chiro cho biết, cơ quan mật vụ Mỹ đang phối hợp với FBI và cảnh sát địa phương để điều tra, làm rõ vụ ám sát nhằm vào ông Trump. Bà Chiro không bình luận về trách nhiệm của cơ quan mật vụ trong vụ nổ súng vào hôm 13 tháng 7. Tuy nhiên, bà cho biết lực lượng mật vụ sẽ tham gia một cuộc đánh giá độc lập do Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ đạo. Theo The Hill, cơ quan mật vụ Mỹ chịu nhiều chỉ trích sau vụ ông Trump bị bắn vào hôm 13 tháng 7. Việt nạn làm rách tay cựu Tổng thống Mỹ và ông cho rằng mình sống sót là nhờ may mắn. Thủ tướng Hungary ông Viktor Orbán đã nhận định ông Trump sẽ ngay lập tức là nhà môi giới hòa bình giải quyết xung đột Nga-Ukraine nếu chiến thắng bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Orbán cho biết, tôi có thể tuyên bố chắc chắn rằng ngay sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Trump không đợi đến lúc nhậm chức mà sẽ ngay lập tức hành động với tư cách nhà môi giới hòa bình. Ông ấy đã có kế hoạch chi tiết và cơ sở cho việc này ngoài ra ông oban còn hướng chỉ trích vào tổng thống mỹ joe biden đối thủ chính trị trực tiếp của ông trump ông oban khẳng định ông biden đang nỗ lực rất nhiều chỉ để trụ lại cuộc đua vào nhà trắng đồng thời cho rằng đương kim tổng thống không thể điều chỉnh chính sách hiện hành của mỹ thủ tướng hungary cũng không quên chỉ trích hướng tiếp cận cuộc xung đột ukraine hiện tại của phương tây ông cho rằng chiến thắng của ông trump sẽ thay đổi gánh nặng trong hỗ trợ tài chính cho ukraine của mỹ và eu gây bất lợi cho người dân châu âu ông nói chiến lược châu âu của chúng ta dưới cây danh là sự đoàn kết xuyên đại Tây Dương, đã sao chép chính sách ủng hộ kéo dài xung đột của Mỹ. Chúng ta tới nay chưa có một chiến lược châu Âu nào mang tính độc lập, tự chủ. Tôi đề xuất thảo luận liệu việc tiếp tục chính sách này có hợp lý trong tương lai hay không. Cụ thể, nhà lãnh đạo Hungary đề xuất mở lại những đường dây giao tiếp ngoại giao trực tiếp với Nga, trong khi duy trì liên lạc cấp cao với Kiev về phương thức tổ chức hội nghị hòa bình tiếp theo. Nội dung trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa các nước châu Âu với Hungary nước đang nắm ghế chủ tịch luân phiên của eu có nhiều căng thẳng trong nhiều tháng qua ông orbán đã liên tục chỉ trích việc châu âu hỗ trợ quân sự cho ukraine thường xuyên là chướng ngại vật lớn nhất cho các khoản viện trợ kiev của eu cách tiếp cận của thủ tướng hungary xung đột với quan điểm của các nhà lãnh đạo eu trước đó khi họ tái khẳng định cam kết hỗ trợ tài chính kinh tế nhân đạo quân sự ngoại giao cho ukraine mạnh mẽ nhất có thể tới khi nào còn cần thiết thủ tướng viktor orbán là chính trị gia ủng hộ ông trump trong nhiều năm cũng như nhiều lần chỉ trích chính sách hỗ trợ Ukraine của các nước châu Âu. Giới lãnh đạo EU bất đồng với quan điểm của ông Orbán và cho rằng điều này làm suy yếu các lập trường lâu đời của khối. Ủy ban châu Âu trước đó đã ra quyết định chưa từng có là cấm các ủy viên EU tới dự những cuộc họp tại Hungary trong thời gian nước này làm chủ tịch luân phiên của khối. Chính phủ một số nước thành viên EU dự định cử quan chức cấp cao thay vì bộ trưởng tới các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng ở Hungary liên quan tới vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuyên bố của FBI nêu, FBI đã xác định Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, ở Bethel Park, bang Pennsylvania, là đối tượng liên quan vụ việc. Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, nghi phạm Crooks đăng ký bỏ phiếu với tư cách là đảng viên Đảng Cộng Hòa, nhưng trước đó đã có đóng góp nhỏ cho một nhóm liên kết với Đảng Dân Chủ. Crooks làm công việc hỗ trợ ăn uống tại Trung tâm Phục hồi và Điều dưỡng Bethel Park, một viện dưỡng lão chỉ cách nhà anh ta hơn 1,6 km. Một y tá giấu tên tại cơ sở này kể, các nhà điều tra đã tới khám xét nơi này sau khi vụ nổ súng nhằm vào cựu tổng thống xảy ra. Truyền thông địa phương đưa tin, Crocs tốt nghiệp trường trung học Bethel Park vào năm 2022. Các bạn cùng lớp cũ kể, anh ta từng bị bắt nạt hồi còn đi học, không hòa nhập với các học sinh khác và có vẻ trầm tính. Một người bạn cùng lớp giấu tên của nghi phạm nói với CNN rằng Crocs rất thông minh, tham gia các lớp học danh dự và rất xuất sắc. Cả cha và mẹ của Cross đều làm nhân viên xã hội. Cha của nghi phạm đã đăng ký bỏ phiếu với tư cách là đảng viên Đảng Tự do và mẹ nghi phạm đăng ký là đảng viên Đảng Dân chủ. Trả lời CNN, cha của nghi phạm cho biết ông đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra và nói rằng ông sẽ giải trình với cơ quan thực thi pháp luật trước khi nói về con trai mình với truyền thông. FBI cũng cho biết khẩu súng trường tấn công bán tự động dạng AR được mua hợp pháp và thuộc sở hữu của cha nghi phạm. Cross đã dùng nó để thực hiện hành vi mưu sát cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, đài ABC News dẫn lời mật vụ Mỹ cho hay nghi phạm đã sử dụng súng trường dạng AR-15. Kimberly Chito, giám đốc sở mật vụ Mỹ, ngày 15 tháng 7 thừa nhận trong cuộc phỏng vấn của đài ABC rằng công tác bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump tại Pennsylvania là không thể chấp nhận được và cam kết không để diễn ra sơ suất tương tự trong tương lai. Bà Chito đưa ra phát biểu vài giờ sau khi Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas gọi vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump giữa sự kiện vận động cử tri ở Butler vào ngày 13 tháng 7 là thất bại an ninh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1981 có âm mưu ám sát nhắm vào một ứng viên Tổng thống Mỹ nghi phạm 20 tuổi Thomas Matthew Crooks đã bắn sượt qua tay phải của ông Trump, khiến một người trên khán đài thiệt mạng và hai người khác trọng thương trước khi bị loại bỏ. Nơi nghi phạm ẩn nấp để nhắm bắn là mái nhà máy American Glass Research, ARG, cách nơi ông Trump phát biểu khoảng 120 mét. Điều này đặt ra câu hỏi, vì sao lực lượng an ninh lại không ra soát và cử người canh gác mái nhà này trong thời gian diễn ra cuộc vận động tranh cử? Theo Anthony Guglielmi, phát ngôn viên Sở Mật vụ Mỹ ngày 14 tháng 7 cho biết lực lượng này chịu trách nhiệm trực tiếp về an ninh trong phạm vi nhất định của sự kiện, cụ thể là địa điểm tổ chức, khán giả và ông Trump. Tòa nhà nơi nghi phạm ẩn nấp để nổ súng nằm ngoài phạm vi này và thuộc trách nhiệm của cảnh sát địa phương. Ông Guglielmi cho biết việc mật vụ Mỹ phối hợp với cảnh sát địa phương để đảm bảo an ninh tại các sự kiện lớn là thông lệ. Ông Guglielmi nói rằng có bốn đội chống bắn tỉa hoạt động hôm đó, hai đội từ sở mật vụ và hai đội từ cơ quan hành pháp địa phương. Còn theo bà Chito tiết lộ, chúng tôi đã nhờ đồng nghiệp địa phương đảm bảo an ninh vành đai ngoài, có cảnh sát địa phương trực trong tòa nhà đó cũng như chịu trách nhiệm an ninh ở khu vực quanh tòa nhà. Phản hồi những bình luận rằng đặc vụ phản ứng quá chậm khi người dân phát hiện nghi phạm, giám đốc Kimberly Chito khẳng định đơn vị bắn tỉa đã đưa ra quyết định trong tích tắc để nổ súng vô hiệu hóa tay súng. Bà nói các bước tìm vị trí nghi phạm, xác định nghi phạm, nhận diện mục tiêu và vô hiệu hóa mối đe dọa đều diễn ra trong thời gian rất ngắn, tình thế khi đó rất khó khăn. Giữa sức ép từ các chính trị gia Đảng Cộng hòa và truyền thông Mỹ về thất bại của mật vụ Mỹ, giám đốc Kimberly Chito khẳng định bà không có ý định từ chức vào thời điểm này do không muốn gây xáo động các kế hoạch bảo vệ yếu nhân chính trị trong mùa bầu cử tổng thống. Giám đốc Kimberly Chito sẽ điều trần trước ủy ban giám sát hạ viện vào ngày 22 tháng 7 xoay quanh những lỗ hổng an ninh trong bảo vệ ông Donald Trump cơ quan này phải nộp báo cáo toàn diện cho Hạ viện Mỹ trước ngày 29 tháng 7, bao gồm danh sách phân công đặc vụ và cảnh sát ở sự kiện, mọi ghi âm liên lạc trong sự kiện và tất cả chỉ thị từ lãnh đạo Sở Mật vụ Mỹ liên quan vụ nổ súng. Sở Mật vụ Mỹ cũng sẽ hợp tác toàn diện trong cuộc điều tra độc lập theo yêu cầu của Nhà Trắng. Bộ trưởng Majorcas cho biết cuộc điều tra sẽ được dẫn đầu bởi quan chức không thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ và không nằm trong đội ngũ chính phủ, tránh mọi hoài nghi về tính độc lập của cuộc điều tra. Liên tục chương trình mời quý vị đến với những diễn biến mới nhất về chiến sự Nga-Ukraine mà chúng tôi mới cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cho biết, các binh sĩ thuộc quân khu miền Nam đã phá hủy một hệ thống pháo AS-90 của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu định cư Ilinka thuộc Donetsk. AS-90 bắt đầu phục vụ trong quân đội Anh vào những năm 1990. Tổ hợp pháo tự hành này có trọng lượng khoảng 45 tấn, chiều dài 9,9 mét chiều rộng 3,4 m và chiều cao 3 m. Tổ hợp AS90 được trang bị pháo L39, tương thích với tất cả các loại đạn 155 mm tiêu chuẩn của NATO. AS90 có hệ thống nạp đạn tự động, cho phép bắn loạt 30 viên đạn trong vòng 10 giây. Tốc độ bắn thông thường là 2 phát một phút, bắn nhanh là 6 phát một phút. Pháo có tầm bắn từ 25 km với đạn thường và 30 km với đạn pháo có động cơ rocket hỗ trợ. Hệ thống được trang bị giáp thép hàn với chiều dày không quá 17 mm giúp chống chịu hỏa lực của súng bộ binh và các mảnh đạn nhỏ. Tốc độ bắn và tốc độ nạp đạn nhanh của AS90 giúp các đơn vị pháo binh Ukraina có thể nhanh chóng di chuyển đến các vị trí bắn mới, sau đó quay về điểm ban đầu để tránh bị đối phương phát hiện và dội hỏa lực đáp trả. Điều này sẽ giúp giảm tổn thất cho lực lượng pháo binh Ukraina. Với sự hỗ trợ của Anh, Kyiv có thể triển khai năm khẩu đội AS90, mỗi khẩu đội có 6 hệ thống pháo ra chiến trường. Khả năng bắn loạt của AS90 giúp nó trở thành cánh tay đắc lực trong cuộc phản công của Ukraina trong bối cảnh Ukraine thiếu máy bay hỗ trợ trên không. Nhưng vấn đề duy nhất đối với Ukraine là họ có quá ít tổ hợp pháo tự hành này. Do đó, việc mất bất cứ tổ hợp AS-90 nào trên chiến trường cũng sẽ là tổn thất lớn đối với Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, chỉ trong vòng 24 giờ, các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29, 36 máy bay không người lái và 5 tên lửa từ hệ thống phóng loạt HIMARS của Ukraine. Ngoài ra trong ngày, các lực lượng tác chiến, chiến thuật, máy bay không người lái lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 109 khu vực. Vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông không cảm thấy lo lắng về việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng quay trở lại Nhà Trắng sau cuộc tổng tuyển cử năm nay vì Kiev nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng ở Mỹ. Đài RT dẫn lời ông Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo gần đây rằng chúng tôi có quan hệ chặt chẽ với đảng Cộng hòa GOP trong Quốc hội và tầng lớp chính trị Mỹ lãnh đạo Kyiv đã đề cập đến các cuộc gặp của ông với các chính khách GOP vào tuần trước khi ông tới Mỹ để ký hiệp ước Ukraine, một cam kết đa quốc gia nhằm hỗ trợ lâu dài cho Kyiv chống Moscow. Khi được hỏi làm thế nào để đối phó với áp lực tiềm tàng từ ông Trump trong tìm kiếm hòa bình với Nga, Tổng thống Ukraine đáp: "Đừng chen ép trừ khi bạn bị xô đẩy". Trong khi đó, ông Andrei Yermak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết các quốc gia đồng minh phương Tây đang tiến tới gần việc ủng hộ Kiev sử dụng vũ khí do họ viện trợ để tấn công vào mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Theo ông, chủ đề này đã được Ukraine và đồng minh thảo luận ở Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Washington. Ông nói đúng là các quốc gia thành viên khác nhau trong liên minh có quan điểm khác nhau về các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của phương Tây. Tuy nhiên, ông Jemak nhấn mạnh rằng Kiev hoàn toàn không thể tiến hành thành công cuộc xung đột này nếu Nga sử dụng mọi loại vũ khí và không phải đối mặt với bất kỳ hạn chế nào. Với tôi, có vẻ như hầu hết các nước đều hiểu điều này. Ông Yemak nói, tôi nghĩ chúng tôi sẽ sớm đạt được kết quả mà chúng tôi cần. Tôi nghĩ rằng các đối tác đang tiến gần đến việc giải quyết vấn đề này và tôi nghĩ chúng ta sẽ có được giải pháp liên quan đến các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Phát biểu họp báo tại Washington, phó thư ký báo chí bộ quốc phòng mỹ bà sabrina singh thừa nhận washington đã điều chỉnh chính sách và có thể cho phép ukraine sử dụng vũ khí mỹ để tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ nga bà sabrina singh nhấn mạnh chính sách của mỹ không thay đổi mỹ cho phép thực hiện những cuộc tấn công xuyên biên giới khi nga tấn công từ phía bên kia biên giới bà sinh nhấn mạnh thêm rằng khi tình hình thay đổi chúng tôi đã thay đổi các chính sách của chúng tôi đã được điều chỉnh bạn đã thấy bước đi đó diễn ra ở kharkov và nó có thể mở rộng sang những khu vực khác. Nhưng hiện tại, chúng tôi chưa cho phép sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa Atac MS để tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ của nước Nga. Trước đó, theo tờ Telegraph của Anh, dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekenmans cho biết các nước cung cấp máy bay tiêm kích F-16 cho Ukraine đang đàm phán về khả năng sử dụng chúng tấn công vào lãnh thổ Nga. Telegraph cho biết Thủ tướng Hà Lan Dixkov đã nói với Tổng thống Ukraine Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh NATO rằng ông sẽ không áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với việc sử dụng F-16. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết không loại trừ khả năng chiến đấu cơ F-16 tấn công bên ngoài Ukraine. Tờ Washington Post đưa tin Ukraine chỉ được phép tấn công khoảng 100 km bên trong lãnh thổ Nga theo sự cho phép của phương Tây. Nhưng Kiev và nàn rằng họ không được phép tấn công một số sân bay quan trọng. Giới chức lầu năm góc sau đó cũng xác nhận Ukraine được phép tấn công các mục tiêu bên ngoài khu vực Kharkov. Ông Alexei Polischak, vụ trưởng vụ cộng đồng các quốc gia độc lập thứ hai CIS thuộc Bộ Ngoại giao Nga mới đây đã nói rằng mọi tuyên bố của Kiev về việc sẵn sàng giải quyết xung đột Ukraine thông qua các biện pháp chính trị ngoại giao chỉ là đòn hỏa mù. Theo ông Polischak, trên thực tế, sắc lệnh cấm đàm phán với Nga mà chính quyền Kiev ban hành hiện vẫn còn hiệu lực ở Ukraine. Ông Polischak nói, nếu chính quyền ở Kiev thực sự sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua biện pháp chính trị và ngoại giao, thì trước hết họ sẽ hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với lãnh đạo Nga và đồng ý thảo luận các sáng kiến khác ngoài công thức hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông nhấn mạnh, chừng nào lệnh cấm còn hiệu lực và công thức hòa bình đó còn được thực hiện, thì mọi tuyên bố của Kiev về đàm phán hòa bình chỉ là những lời nói suông và là đòn hỏa mù. Nhà ngoại giao này cũng lưu ý rằng việc Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga là nhằm mục đích kiếm được thiện cảm của các quốc gia ở Nam Bán Cầu, lôi kéo các quốc gia này về phía phương Tây và chống Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết ông kỳ vọng Nga sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh thứ hai về Ukraine, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới đây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Mỹ đã tham vấn với Ukraine về việc mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai và sẽ ủng hộ quyết định của Kiev về vấn đề này. Tuy nhiên, giới chức Nga đã tuyên bố họ sẽ không tham dự các sự kiện này trong mọi trường hợp. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, ông Mikhail Galuzin tuyên bố Moscow không chấp nhận tối hậu thư và sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh mới về Ukraine. Ông Galuzin nói, chúng tôi biết ý định của Kiev và các cố vấn phương Tây là tự phục hồi sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình thất bại ở Bergenstock, Thụy Sĩ hồi giữa tháng 6 năm nay và đang cố gắng tổ chức một sự kiện tương tự. Ông Galuzin cho biết Nga đã được thông tin rằng Kiev hy vọng đạt được tối hậu thư từ công thức hòa bình 10 điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời cũng nhận thấy sự coi thường có chủ ý đối với các sáng kiến khác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Nga không chấp nhận những tối hậu thư đó và sẽ không tham gia vào những hội nghị thượng đỉnh như vậy. Bản tin an ninh quốc tế của báo Thanh Hóa hôm nay đến đây tạm dừng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo